Xin mời các bạn xem kèo này vui vui các bạn. Kèo này là Thiện Ngô Muội tài nhỏ và Di Chọi. Di Chọi chỉ qua bằng kia thôi các bạn. Quýnh đôi công với bên kia là Vinh, Vinh Huy bộ đội và Vinh quýnh tự do. Mà bên kia phát hết đi các bạn. Là ai? Là hai bay được qua lưới Thiện qua hả? Con đường ở đây đừng có chú thầy nha. Không cho họ bánh xe là thọ không cho vô. Anh bọc quá anh tao không cho vô lắm. Cái này xin nhắc lại các bạn biết nha, là bên kia là bộ đội Huy và Vinh, Vinh qua tay tự do mà bên Huy Vinh bộ đội phát hết các bạn. Còn bên đây là Thiện Ngô Muội tài nhỏ và Di Chọi. Di Chọi chỉ qua bằng cây móc các bạn, không có được búa các bạn. Hai không nghiêng về cho bên Vinh à, bên kia phát kỳ phát hết các bạn à. Ba không nghiêng về cho bên Vinh. Phát bóng ngoài luôn, kỳ bóng ngoài luôn. Này là Di, Di đôi công nha các bạn. Di đôi công với Vinh các bạn, nhưng mà bên kia Vinh phát hết. Và Di qua bằng kỳ các bạn, kỳ móc chứ không được búa trên xuống nha các bạn. 4-0. Một, bốn một. Bên kia phát hết các bạn. 4-1. Là không trắng có làm gì chọn. 4-1. Bên kia phát bằng kia phát hết các bạn à. 2 vào đá không công vậy mà nó móc to. 5-1. Đứt móc to. Hay quá Di ơi. Năm hai. Năm hai.
Đây. Năm ba. Mấy nhỏ nhỏ cho tôi nói được mà, em lại đằng đó đừng có là đừng đứng lại đằng đó đó. Em muốn chơi lại chỗ Hoàng Quang Vĩ đó bờ đó chơi được mà. Năm ba. Lại đó. Không? Uống lại cũng bình uống đi. Bốn tốt. Sáu ba, năm bốn. Bên kia phát hết điểm điểm bên kia trước nha các bạn. Năm bốn. Bóng ngoài hả? Bóng ngoài hả thầy? Ngoài trong. Năm đều. Năm sáu. Năm bảy. Năm bảy. Phát bóng ngoài. Có đổ bên không? Năm tám. Năm chín. Năm chín. Cái kỳ của Di Trọi quá ghê các bạn ơi, giống như đập đi các bạn ơi. Kèo này hai bên không có trắng nha. Giao kèo là hai bên không có trắng các bạn à. Và bên Vinh phát hết đó các bạn. Phát bằng kỳ phát hết. Nói chung là Di Trọi công không á. Năm không. Năm một, năm một. Xin lỗi các bạn, năm một. Lợi hại quá các bạn ơi. Năm hai. Con số năm bên kia đứng chết tại chỗ luôn từ đầu tới cuối bạn à. Năm hai. Sáu hai. Sáu ba. Cái này là tập cho Di Trọi móc kỳ các bạn à. Sáu ba. Sáu bốn. Hết phim các bạn à. Bên Di Trọi ăn quá dễ dàng các bạn à.
Rồi, chúc các bạn năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng nha, 2020 canh tí nha. Đây là Malo Tali, bình luận viên Tào Lao chào biết đâu các bạn. Xin nhắc lại các bạn là kèo này là bên đây phát hết các bạn, Di chọi móc bằng kia các bạn.